Hello các con dời, chào mừng tất cả các con dời đã quay trở lại với channel của bé nhé. Ok, bây giờ để mình... kìa. Bình tĩnh anh ơi, mẹ Hà Nội không vội đâu. Hà Nội sao lại phải vội thế nhở? Hà Nội không vội đâu. Khánh chụp cho anh cái gáy xem nào. Để xem, chụp xem cái gáy xem nhìn. Không biết là đang ra cái đầu gì. Đầu khớp. Chụp cái gáy xem nào. Chụp sao nhìn nó dễ nhìn mà toàn cảnh vào. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn. Ăn móm chuyên đi dò cây ngô hoang. Chụp ngang nó phát được. Chụp ngang nó phát xem ra gì không. Thằng mõm chuyên đi dò cây và cái gì nó đây cơm cơm Đây. và cái tiền thắng game. Nhìn trông gọi là Quá rồi. hổ báo cáo chồn vãi lìn luôn, rất gì và này nọ. Ở bên này đã uống được nhỉ, ở bên Nhật không biết nó có uống không. Chắc em nghĩ nó phải có chứ nhỉ. Nó phải có. Uống nhưng mình biết nói uống nó kiểu gì cơ, chỉ là trên nó uống đeo đúng kiểu cơ. Nó lại uống kiểu đi mẹo xoăn tít thò lò Anh lên. Đây này nhá, anh ra anh cầm một cái này. Bảo chủ, anh bảo nó cắt như thế. Nhưng phải biết nó lọn cơ. Mình ý là muốn uốn ấy, tóc anh là uốn mới vuốt mới đẹp. Tại vì tóc anh nó mỏng quá, nó thưa quá. Nhưng mà uốn mình đéo biết bảo nó là uốn làm sao để cho nó đủ cái lõi, cái lõi nó là vừa thôi. Đi uống xoăn tít thò lò lên thì bãi lìn. Mà không biết uốn tóc bên này bao nhiêu thì phải chắc phải đến man ạ. Nhé. Yeah. Uốn tóc phải tầm man đi chứ đùa đâu, thì là cuộc sống. Em như chim bay quên đường ở. Ê sao có bún này? Ừ. Em như chim bay quên đường về, em thầm mình anh ơi những đắm đuối bâng khuâng. Cánh chim đi lại nhanh lên cho còn làm gái mệt quá. Tình hình này đéo kịp mất. 1 2 3 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 vẫn chưa đủ. Cái này nữa đủ không? 1 2 3 4 5 6 7. Vậy là ít nhất phải một cái nữa mới đủ, một cái nữa xong rồi ân quang thiên quý một góc nhìn chưa nói trong này người ta nói tứ vinh. Ân quang thiên quý phong cáo thai phụ. Giải thưởng cao đi cùng với nó là thai phụ chỉ một người giúp việc trợ thủ đắc lực làm nên thành công. Còn thiên quý là những tài năng phẩm chất đạo đức cao quý. Sau khi dùng tài năng thì thi hành danh đạt sẽ trở về vinh quy bái tổ gọi là ân quang. Tri ân bậc sinh thành nuôi dưỡng. Vì vậy người có ân quang tại thân mệnh là người sống rất biết trước biết sau, biết ghi nhớ và nhất định sẽ trả ơn người đã từng giúp mình lúc khó khăn. Và cặp người có ân quang tiên quý này thường những người tài năng tiềm năng tiềm ẩn mà chưa được khen mà người được ân quang thì nghe thành công trong một cách tỉa đái chưa tỉa đái ai nào cẩn thận lại, lại nhìn giống giống nhau lại bóc cái bóc cái ấy ra ăn thì sẽ lại không cầm bánh lại cầm cái kia lên bóc để ăn rồi tỉa không tỉa được một phát rồi quá ừ đâu đéo biết của anh đâu. Được. Ừ, nghe tên chưa? Chưa. Ừ. Mai phải mang đi à? Để lái. Hai ngày kia chứ? Kia nghiệp đoàn tốt tay rồi. Ngày kia. À, ỉa hai ngày cơ mà. Anh ờ, hôm nay ngày thứ hai rồi mà. Anh cho nó, anh tí nữa xin cho nó xin mình mấy chữ Hán để cái nó kết thúc ca mình còn viết. Ờ nó có cái tờ đây. Nhưng mà mình chưa biết nghĩa của nó như nào. Nó đã chưa còn chưa về cơ nè. Ừ. À, chị ơi. Em mang xin cho mấy mấy chữ Hán để cuối ca mình viết không lên. Mai mới đi khám sức khỏe hay là ngày kia vậy? Nhận kháng xác minh danh tính bia bị hạn chế. Kháng xác minh danh tính bia bị hạn chế vĩnh viễn. Hết nào cần inbox em nha. Ok đây, mình đang mọc các bạn cần gì thì hỗ trợ cho mình với. Ok nha. Tiếp tục nào, Moshido Negashimasu đi. Địt vẽ nói linh tay tuyên hết ngày mẹ luôn. Trời ơi. Giờ thì mẹ một phát đến 9 giờ chắc mới xong rồi. Khánh bắt đầu đánh liên minh luôn. Tầm đây Khánh đánh liên minh là vừa chưa?
Vừa luôn chưa? Tầm đấy anh Liên Minh là vừa chưa? Không, tầm 9 giờ. Sớm sớm tí. Em sớm. Đánh có 8 phút rồi mà. 8 phút nhưng mà 8 trận đúng không? 8 trận thế thôi. Chạy 8 trận. 8 phút. Đây. 8 phút mỗi trận là được bao nhiêu? Mỗi trận là được khoảng 2-3 cái rồi mà. Thế thì anh cũng sẽ... Tức là 8 phút là 8 cái đúng không? Ừ. 8 cái. Trận quên. Hôm qua đấy rồi, 30 phút rồi. Ê, mệt mỏi quá đi. Làm cho nó xong đi. Thứ bảy chủ nhật này lại còn nhậu nữa thì vẫn lồn. Nhậu nhẹt nữa bao giờ mới xong. Oan oan tương báo đến bao giờ mới kết thúc đây. Anh sang đây mua. Nhưng mà hai thằng có biết cắt đâu. Nham nham nhỏ nhỏ. Nham nham nhỏ nhỏ này thì ấy đéo thì không biết. Em như chim bay quên đường về. Em thầm mình tao với những đâm đuôi. Cái bát gì? Bát ăn mì sáng á? Không thì cứ vứt đấy, ăn tạm hai cái bát kia đi. Hai cũng hết bát luôn rồi. Ăn mẹ tạm cái bát kia đi, không tí nữa rửa cả thể. Cánh ạ. Hoa xưa với những bừng. Bằng đấy nhá. Hả? Bằng bếp kia nhá. Ừ. Từ nhá. Ừ. Tay ở tay đâu? Ừ, đây đây này. Dây đéo đâu nhỉ? Đây là sao này? Trần Văn Dây và Lê Văn ấy ở đây này. Anh chưa mở ra anh thấy có mà. Mở ra nhưng phải ngồi hẳn xuống nhìn lên trên góc ấy mới thấy. Đợi đến chỉ cho. Phượng hay bâng khuâng. Thấy không? Đông sang hè tới ta nhớ nhau đến Phượng ơi. Lòng vẫn hay buồn vì đời thay đen đổi trắng.